Hôm nay tôi sẽ trở thành Thanos, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Ôi, hôm nay trời đẹp thật sự luôn á. Chắc tôi phải đi shopping quá, mua thêm một vài bộ quần áo. Để tôi coi có cửa hàng quần áo nào gần đây không nhờ. Đây, cửa hàng này có vẻ ổn này. Vô thử xem, để tôi đậu xe cái đã. Xong, vô thôi nào. Chào bà chủ quán, em vô em mua đồ ấy bà chủ quán. Đấy, cả đống đồ đấy. Mua xong nhớ trả tiền là được rồi. Ở đây bộ nào cũng đẹp cả. Bà chủ quán có thể tư vấn cho em được một chút xíu không? Alo, bà chủ quán ơi, bà chủ quán có nghe em nói gì không bà chủ quán ơi? Em ở đây nè bà chủ quán ơi. Bà chủ quán này, tính ra em chỉ là người nghèo thôi, nhưng mà em đủ tiền để mua quần áo của bà chủ quán đấy. Bà chủ quán đừng có khinh thường em như vậy chứ. Thôi tôi đi, hết hứng mua rồi anh em ạ. Thôi kệ đi, dù sao thì trời hôm nay cũng đẹp. Tôi sẽ đi ra biển để đi dạo vậy. Mong là không có chuyện gì xảy ra cả. A few minutes later. Ê! Yo man, come on. Có đi biển thôi cũng không yên nữa anh em ạ. Cuối cùng thì chúng ta đã tới được biển. Biển hôm nay đẹp thật sự luôn ấy. Không có gì có thể chê được cả. Wow. Có chuyện gì thế nhờ? Hình như là có người đang chạy về phía tôi thì phải. Ê, thôi. You, what the f man. Tôi nhớ tôi đâu có làm gì đâu mà sao họ lại đánh tôi ấy nhờ. Mày ngon mày vô đây chắc tao sợ mày á. Mày ngon mày đánh tao một cái nữa coi. Ok, nói giỡn đánh thiệt luôn à. 7 hours later. Cứ bị bắt nạt và khinh thường thế này thì không ổn tí nào cả. Tôi cần làm một cái gì đó. Tôi cần có một nguồn sức mạnh mà có thể làm cho mọi người không thể bắt nạt và khinh thường những người như tôi được nữa. Nhưng mà chuyện đó để mai tính vậy. Trời cũng tối rồi, tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi. Giờ tôi sẽ lấy xe và chạy về. Tôi nghĩ cũng khá là lâu đấy. A few inches later. Rốt cuộc thì tôi cũng đã về nhà. Cất xe vô thôi nào. Đấy, ổn rồi đấy. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy được cái giường. Ngủ thôi. One hour later. Này cậu kia, tôi biết cậu đang cần một nguồn sức mạnh để mọi người không khinh thường và bắt nạt cậu nữa. Nếu cậu đến điểm này và đọc ra câu thần chú thì tôi sẽ cho cậu một sức mạnh mà có thể làm cho mọi người tôn trọng cậu hơn. Hôm qua có một vài điều kỳ lạ xảy ra trong giấc mơ của tôi. Có một giọng nói bí ẩn nói về một cái sức mạnh hay là cái địa điểm gì đấy. Tôi không biết liệu nó có mục đích gì hay không. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ quyết định đi tìm nguồn sức mạnh đấy. Để không một ai có thể bắt nạt và khinh thường những người như tôi được nữa. Chắc là anh em sẽ nói cái thằng này bị dở hơi à. Tự nhiên cái đi tin vào một giấc mơ vớ vẩn. Ừ thì tôi dở hơi thiệt, nhưng mà trực giác của tôi lại cảm nhận nó khá là chân thật. Mà trực giác của tôi thì không bao giờ sai cả. Cho nên là tôi quyết tâm đi tìm bằng được sức mạnh đấy. Tôi nhớ ra là tôi đã nhìn thấy một cái biểu tượng kiểu như kim tự tháp trong giấc mơ. Chắc đó có thể là địa điểm của nguồn sức mạnh. Cho nên là tôi sẽ đến nhà thằng bạn của tôi để hỏi thử. Thằng đó nó rành về mấy cái địa điểm ở cái thế giới này lắm. Sắp tới nhà nó rồi này. Đây chính là căn nhà này đây. Thằng này nó thích đi khám phá lắm. Không biết giờ nó có ở nhà hay không nữa. Xuống xe. Vô thôi nào. Đây rồi, tao có một vài chuyện muốn nói với mày đây. Mày có biết cái nơi nào mà có cái biểu tượng này không? A little longer than a few minutes later. Sau khi tôi nói chuyện với thằng bạn tôi thì tôi biết được là cái biểu tượng đó có thật. Điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng có thật. Và tôi cũng đã biết được vị trí của biểu tượng đó. Nó ở trên đỉnh núi này đây. Sẵn tiện ở đây có máy bay của thằng bạn tôi. Tôi sẽ lấy chiếc máy bay này bay lên đỉnh núi. Ở đây thì không có đường bay, khá là khó khăn cho tôi. Giờ phải lấy chiếc máy bay này ra đường quốc lộ để cất cánh. Tại sao mấy thằng này nó chạy xe vô đây nha? Ở đây là cái đường vòng mà. What? Đấy, tự nhiên cái thằng này chặn đầu bay của tôi. Ê mày ra mày. Vô. Nó không chịu ra luôn à. Cày thế nhờ. Đây, cuối cùng thì cũng ra được đường chính rồi. Cất cánh thôi nào. Let's go. Lên. Yes, let's go man. Cuối cùng thì cũng đã cất cánh được rồi. Giờ chỉ có bay lên đỉnh núi tìm kiếm nguồn sức mạnh đấy thôi. Ôi, tính ra cũng khá là xa đấy. Nhưng mà không sao, tôi có thể làm được mà. Later. Sắp tới rồi, let's go. Chỉ cần qua cái chỗ này thôi là tôi đã tới đỉnh núi rồi. Lên rồi, let's go. Come on. Chắc tôi phải nhảy dù á. Nhảy thôi nào. Nhảy. Quên. Máy bay này tôi mượn của thằng bạn mà. Rồi. Rồi xong luôn. À mà thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Theo như thằng bạn của tôi nói thì trong căn nhà này đây, nó sẽ có biểu tượng mà tôi đang tìm kiếm. Vô thôi nào. Hình như là đây thì phải. Chính xác là nó rồi. Holy moly man. Nếu như mà tôi không nhầm thì sau khi tôi đọc thần chú thì tôi sẽ có một sức mạnh gì đấy. Thần chú thì cũng đơn giản và ngắn gọn. Tôi nhớ khá là rõ luôn ấy. Anh em cứ nghĩ sau khi tôi có sức mạnh vào thì sẽ đi phá thành phố, nhưng không, tôi chỉ muốn là mọi người không khinh thường mà bắt nạt những người như tôi thôi. Chứ mấy cái sức mạnh này làm sao có thể tha hóa được tôi đi phá. Ôi, tôi mạnh thật sự luôn ấy. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ nhận được một cái sức mạnh gì đấy bình thường thôi. Nhưng mà không ngờ là tôi nhận được sức mạnh của Thanos. Không phải sức mạnh nữa mà tôi biến thành Thanos luôn rồi. Holy moly man. Ngọc thật sự. Đấy, nó vừa đụng tôi thôi là xe nó bị bóp liền.
chạy đâu hết con. Ui, tôi hóa nó thành đá luôn này. Tôi chỉ muốn là mọi người không khinh thường và bắt nạt tôi thôi. Mà không ngờ giờ tôi đã quá mạnh và khủng khiếp. Ôi, tung cái thôi đã nổ rồi. Ôi à, như tôi có thể sử dụng viên đá không trọng lực để nhấc mấy cái này lên thì phải. Tôi còn khá là nhiều sức mạnh luôn này. Đấy, holy moly man, ngầu thật sự luôn ấy. Cho anh em nào chưa biết thì cái sức mạnh của tôi xuất phát từ cái găng tay này đây. Có thể nói là cái găng tay này có sức mạnh thâu tóm vũ trụ luôn ấy. Ôi, tôi biến người thành những động vật luôn này. Đấy, nó vôi luôn. Ôi, biến thành sư tử luôn kìa. Holy moly. Ôi, ôi, wow. Đấy, tôi có thể dịch chuyển chiếc xe của tôi. Ôi, no, xe của tao mà, vô. Giờ tôi sẽ vô thành phố. Như đây là viên đá hút linh hồn thì phải. Tôi thấy cái gì nó cứ bay vô người tôi ấy, này. Đấy, đúng là như vậy rồi. Đúng. Wow, viên đá sức mạnh, đúng là không hổ danh. Cảnh sát này, đấy. Cái này là gì nhỉ? Oh my god. Tôi có thể điều khiển được thiên thạch rơi xuống luôn này. Bảy bảy này. Oh my god. Oh, hôm nay thành phố có vẻ vắng nha. Thôi vắng thật sự luôn ấy. Chúng ta sẽ có một cái sức mạnh có thể gọi là tạo ra một hố đen vũ trụ, có thể hút được mọi thứ. Thấy, hồi nó hút vô kìa. Holy moly man. Yo, nhìn này nó hút lên này. Sao nó không hút nhỉ? Gì? Mày đòi chạy xe trước mặt tao hả? Bỏ đi nha. Tôi vừa khám phá ra sức mạnh dịch chuyển của tôi. Oh my god. Đây, tôi sẽ dịch chuyển đâu lên đây nè. Đấy. Tôi có thể sử dụng viên đá thời gian để ngưng động thời gian lại. Đấy. Oh my god. Tôi có thể đi nhanh trong lúc ngưng động thời gian. Mày xạo con. Ôi, ngầu thật sự luôn ấy. Có chiếc máy bay to luôn à. Mà làm sao có thể làm gì được tôi chứ. Mày xạo. Mày xạo con. Đấy, ui, chưa nổ luôn. Không nổ nữa coi. Không nổ nữa coi. Vô. Mày này thì không nổ này. Đây, tôi sẽ đến khu quân sự. Chúng ta đã tới khu quân sự rồi đây. Dịch chuyển. Ôi, tôi vô được luôn rồi này. Tôi cho xe tăng bắn luôn. Có vẻ là tôi chỉ mất một nhí máu thôi. Mày xạo con. Mày xạo con. Bay lên rồi mất tiêu luôn. Bắn tao này. Bắn tao này. Ui, mạnh thật sự luôn ấy. Làm gì? Tính làm gì? Giỡn thế đã đủ rồi. Tới lúc tôi sẽ sử dụng sức mạnh cuối cùng để tiêu diệt nửa sự sống trên toàn vũ trụ. Oh my god. Tôi không tin là tôi làm chuyện này luôn ấy. Oh my god. Mọi người đang biến mất. Holy moly man. Điên rồ thật sự luôn ấy. Hồi nãy tôi thấy người ở đây cũng đông lắm. Mà giờ họ đã biến mất hết rồi. Không còn một ai trên xe cả. Holy moly. Sức mạnh cuối cùng quá khủng khiếp. Tôi không tin là tôi đã làm chuyện đấy. Và đấy là sức mạnh của Thanos. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.